Đang đến với chương trình Siêu Quậy Trí Hon, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Hãy cùng đến với Siêu Quậy Trí Hon để cùng chứng kiến cuộc thi tài của các vận động viên của chúng tôi, cùng chứng kiến những kỷ lục mới, những thành tích mới sẽ được xác lập. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu với chương trình Siêu Quậy Trí Hon và làm quen với các vận động viên của chúng tôi ngày hôm nay. Đội màu đỏ, Hạng Long, thí sinh Thanh Phong, 1 tuổi rưỡi, cân nặng 14 kg, sở thích là múa hát, chơi ô tô và bóng bóng. Hạng đùi, thí sinh Minh Trí, 4 tuổi, cân nặng 22 kg, với sở thích xem phim hoạt hình, chơi xe, chơi robot siêu nhân. Hạng nặng, thí sinh Quốc Huy, 7 tuổi, cân nặng 32 kg, sở thích là toán học và các môn về kỹ thuật. Đội màu xanh, Hạng Long, thí sinh Đàn Khánh, 1 tuổi rưỡi, cân nặng 13 kg rưỡi, sở thích xem truyện tranh, chết hình và vẽ. Hạng đùi, thí sinh Ánh Trúc, 4 tuổi, cân nặng 20 kg, sở thích là thích đi chơi cùng các bạn. Hạng nặng, thí sinh Phương Anh, 7 tuổi, cân nặng 34 kg, sở thích xem phim hoạt hình và ăn trái cây. Đội màu vàng, Hạng Long, thí sinh Bảo Nhi, 1 tuổi rưỡi, cân nặng 10 kg rưỡi, sở thích thích ăn xoài, ăn trái cây, ăn phô mai và thích đi công viên. Hạng đùi, thí sinh Thanh Tâm, 4 tuổi, cân nặng 21 kg rưỡi, sở thích xem kịch ngày sửa ngày xưa. Wow. Hạng nặng, thí sinh Minh Nhật, 7 tuổi, cân nặng 30 kg, với rất nhiều sở thích về các môn thể thao như tennis, cờ vua và cờ tướng. Chương trình Siêu Quậy Trí Hon luôn mong quý vị sẽ yêu thích và theo dõi chương trình này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu bước vào Siêu Quậy Trí Hon. Chào mừng quý vị đến với giải Vô Địch Hạng Long. Vô Địch Hạng Long là giải đấu dành cho các thí sinh nhỏ tuổi nhất của mỗi đội. Và các thí sinh chúng tôi sẽ cùng đến với quý vị qua trò chơi đua xe đẩy giành giải quán quân. Và đây, ba thí sinh của chúng tôi với sự trợ giúp đặc biệt của ba phụ huynh đã chuẩn bị sẵn sàng trước xe đẩy của mình rồi. Xin tất cả cùng lắng nghe thể lệ cuộc thi. Các thí sinh sẽ cùng nhau đẩy xe đẩy đến đích. Ai đẩy đến trước sẽ nhận 3 điểm về cho đội của mình. Ai đến nhì sẽ nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Nào, khi đình bàn phất cờ và thổi còi thì các phụ huynh vui lòng cho các bé bắt đầu xuất phát. 1, 2, 3. Michael, Na ơi, Na ơi, Na ơi, Na ơi, Na ơi. Con quẹo trở lại, con chạy vô, con chạy vô, con chạy vô, con chạy vô. Cảm ơn tất cả quý vị, cuộc đua kết thúc rồi. Mời ba phụ huynh và các bé cùng bước ra sân khấu. Kính thưa quý vị, phần thi đấu của các thí sinh Hạng Long đã kết thúc rồi. Và với một điểm xuất phát rất nhanh, thí sinh của đội màu xanh đã chiến thắng và giành được 3 điểm về cho đội của mình. Và thí sinh màu vàng với 2 điểm về cho đội của mình. Sau rất nhiều giây đứng phân vân hay vặt đến, đã quyết định đẩy xe đẩy của mình đến và cũng về được đích và nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Kết thúc vòng đua xe đẩy tranh giải quán quân, số điểm của các đội là đội đỏ 1 điểm, đội xanh 3 điểm, vàng 2 điểm. Chào mừng quý vị đến với giải Vô Địch Hạng Rùi.
các thí sinh giải vô địch hạng gùi sẽ cùng nhau tham gia một trò chơi trong ngày hôm nay, đó là trò chơi tìm vỡ. Mỗi thí sinh sẽ được ban tổ chức phát cho một chiếc vỡ khác nhau, và nhiệm vụ của các con là từ điểm xuất phát chạy lên đến đích, tìm trong đống vỡ kia, tìm sao cho được chiếc vỡ giống với chiếc vỡ của đội mình. Nhớ nha, ai tìm nhanh nhất và cầm được chiếc vớ trở về thành một đôi vớ hoàn chỉnh sẽ nhận được 3 điểm. Người thứ nhì sẽ nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Nhớ nha. Nào, đội màu vàng, con có bao giờ mang vớ chưa? Vậy mỗi khi con mang vớ là ai lựa vớ cho con? Con. Con tự lựa. Con giỏi vậy. Vậy ai mang vớ cho con, ba hay mẹ? Con luôn. Con tự mang luôn. Ôi ôi, giỏi quá ta. Thế còn đội màu xanh, con có bao giờ giúp ba mẹ tìm kiếm đồ đạc ở trong nhà không? Con giúp mẹ tìm cái gì nè? Điện thoại. Tìm điện thoại. À, rồi con tìm được không? Được. Vậy khi con tìm được thì mẹ con có khen con giỏi không? Có. Wow. Còn con có bao giờ giúp ba mẹ tìm đồ đạc không? Con tìm cái gì nhỉ? Con tìm... Cuốn điện thoại luôn. Ồ, sao ba mẹ hay để quên điện thoại vậy ta? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò chơi tìm vớ. Nhớ nha, nhìn cho kỹ chiếc vớ của con đi. Nhìn thật kỹ. Nhìn thật kỹ. Cả ba bạn nhìn kỹ chưa? Chú Toàn đếm 1, 2, 3, chúng ta sẽ bắt đầu tìm vớ nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Có đúng với chiếc vớ của con chưa? Đúng, nếu đúng rồi thì chạy về. Còn con tìm coi đúng chưa? Con tìm đúng không? Con tìm được không? Con tìm kỹ đi, tìm kỹ đi. Giống không? Không giống, chạy lên tìm lại. Mấy con coi có giống không? Giống không? Giống không? Đúng chưa? Chạy về. Ba, hai, một, dừng lại. Wow, các con là đã chắc chắn là đã tìm đúng một đôi vớ hoàn chỉnh rồi chứ gì? Cả ba thí sinh xách đôi vớ của mình theo chú Toàn ra đây. Cầm theo đôi vớ của mình, bước ra đây chú Toàn. Con bước ra đây. Con đứng đây. Con đứng đây. Bây giờ mỗi tay cầm một chiếc vớ, nhanh lên. Đưa ra. Đưa ra trước mặt, đưa ra trước. Con gan quá, như vậy mà con kêu giống nha. Không nữa. Con cầm đây. Rồi con đưa ra trước mặt, đưa vô sát mặt, nhanh lên, đưa vô. Kính thưa quý vị, trò chơi tìm vỡ của các thí sinh đã giải vô địch hạng rồi vừa kết thúc với kết quả. Thí sinh màu đỏ đã tìm được chiếc vớ nhanh nhất và trở về chỗ của mình. Và đây là chiếc vớ của thí sinh màu đỏ. Con thấy hai chiếc này giống nhau không? Thiệt không? Con tự tin quá. Thế còn thí sinh màu xanh, con đưa hai chiếc vớ lên. Theo con, hai chiếc này giống nhau không? Giống ở chỗ nào? Giống ở chỗ nào? Giống ở chỗ nó đều là chiếc vớ, đúng không? Lỗi của con còn nặng hơn bên kia nữa. Hai màu nó tác nhau rõ ràng vậy đó. Và kính thưa quý vị, thí sinh về chậm nhất đó là thí sinh màu vàng. Cô ấy đã tìm được một đôi vớ thật sự giống nhau và con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Cả hai thí sinh của đội màu xanh và đội màu đỏ, mỗi đội chỉ nhận được 1 điểm về cho đội của mình mà thôi.
sau khi chơi xong trò chơi tìm vỡ số điểm của các đội là đội đỏ 2 điểm, đội xanh 4 điểm và đội vàng 5 điểm. Chúc mừng cả ba đội. Và bây giờ các thí sinh ở giải vô địch Hạ Long của chúng ta sẽ cùng trở lại với quý vị trong một trò chơi đơn giản hơn nhiều. Thì uống sữa. Trong vòng 2 phút, thí sinh nào bổ nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm, thí sinh về nhì được 2 điểm và thí sinh cuối cùng nhận được 1 điểm. Mỗi thí sinh sẽ được cung cấp một bình sữa với một thể tích sữa như nhau. Và bây giờ xin mời tất cả ba phụ huynh sẵn sàng. Còn thí sinh thì cứ thoải mái. Trò chơi bú sữa nhanh bắt đầu. Bú đi cầm. Đại quá, không cần cầm được. Ồ, ha, hay, hai tay cầm luôn. Thí sinh màu xanh của chúng tôi đang có một sự bắt đầu rất tốt. Hứa hẹn kết quả sẽ được điểm rất cao đây. Dạ, còn bạn Michael màu đỏ thì sao? Có vẻ rất thích thú với trò chơi này đây. Mầm. Con mầm đi. Thí sinh đội màu vàng, nhớ đừng có ngủ gục nha con. Các thí sinh của ngày hôm nay tỏ ra rất thích thú với trò chơi này, không có bất cứ một sự phản đối nào cả. Đà, lượng sữa đang hết dần. Còn chút xíu nữa. Đáng lên con, đáng lên nè. Các bạn hạ ghế xuống cho con luôn. Quang bình luôn. Quang bình luôn. Wow. Con cầm lấy. Trả đồ chơi cho Na nè. Bây giờ chỉ là còn cuộc phân tài giữa đội đỏ và đội vàng. Cả hai đội cố lên. Uống đi Michael. Đội màu vàng, con có muốn nghe chuyện cổ tích không? Uống nhanh lên. Tăng. Đang là những giờ phút cuối cùng. Những giây phút cuối cùng rồi. Màu vàng, con cố gắng lên đi. Sắp hết giờ rồi quý vị ơi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hết giờ. Đội màu vàng, cho tôi xem lượng sữa của bạn nào. À, cho coi cái trả lại liền. À, rồi thôi trả lại cho con. Rồi bây giờ thì con cứ uống thoải mái. Dạ. Số điểm mà mỗi đội đạt được sẽ như sau. Thí sinh ở đội màu vàng nhận được 1 điểm cho phần thi của mình. 2 điểm sẽ thuộc về đội màu đỏ. Và cuối cùng 3 điểm thuộc về đội màu xanh. Sau khi chơi xong phần thi uống sữa, số điểm của các đội là đỏ 4 điểm, xanh vươn lên 7 điểm và đội vàng là 6 điểm. Chúc mừng đội xanh. Chúng ta lại tiếp tục đến phần thi đấu của các thí sinh hạng đuôi. Và ở siêu quậy tí hon ngày hôm nay, các thí sinh sẽ cùng nhau tham gia trò chơi hay tả. Nào các thí sinh, nghe chú Toàn thông báo đây. Chúng ta có 2 phút để thay tã mới cho em bé. Thay tã, các con lột tã cũ ra, sau đó bôi phấn cho em, rồi mặc tã mới vào. Bạn nào làm nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Ai về nhì được 2 điểm và người cuối cùng nhận được 1 điểm. Nhớ là chúng ta chỉ có 2 phút cho việc thực hiện công việc này thôi. Bây giờ chú Toàn muốn hỏi nào. Bạn nào ở nhà có em bé giơ tay lên. Rồi, con nữa hả? Rồi, con có bao giờ thấy mẹ thay tã cho em bé chưa? Rồi, mẹ thay tã dễ dàng không? Dễ. Vậy con nhắm con làm được không? Rồi, cảm ơn con. Đội màu vàng, con có biết
Con có bao giờ thấy một em bé mặc tã chưa? Rồi. Con biết em bé mặc tã để làm gì không? Để lên là để lên giường ngủ cho khỏi đái ra giường, đái ra tã. Đó cũng là một lý do chính đáng đúng không? Thấy con đội màu đỏ. Hồi nhỏ con có mặc tã không? Bây giờ con còn mặc không? Ủa sao vậy? Sao bây giờ? Là 4 tuổi rồi. Vậy chứ mấy tuổi nữa nè? Hơi nhỏ. Hơi nhỏ với bạn. Thôi được rồi, cảm ơn phần giao lưu của ba thí sinh. Và bây giờ 2 phút cho việc thay tã sẽ được bắt đầu ngay sau khi chú Đình Toàn đưa cho mỗi bạn một cái tã mới. Của con. Của con. Của con. 2 phút bắt đầu. Cái tã nào, rất khéo léo, rất nhanh nhẹn. Nhớ bôi phấn cho em nào, bôi phấn cho em. Đúng rồi, để tả đúng ra. Cẩn thận, bôi phấn nha. Cẩn thận hết, rồi con bôi phấn cho em đi. Sao vậy á? Rồi, giỏi lắm. Và sau đó chúng ta sẽ mặc tả mới vào. Đây là cái tả mới. Đây là tả mới. Rồi con mặc tả cho em đi. Mở ra. Đúng rồi, đặt em để dẫn con ngược lại. Không phải như vậy. Rồi. Chưa thì còn ẵm em lên. Nhanh lên, nhanh lên. Chúng ta sắp hết giờ rồi con. Rồi, nếu còn mặc tả cho em xong thì còn ẵm em lên. Nhớ nha, chúng ta sắp hết giờ rồi. Nhanh lên nào. Rồi, con đặt em xuống đi. Con đã quá. Con xong chưa? Xong rồi thì ẵm em lên. Rồi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Chúng ta sẽ xem xét việc mặc tả của từng đội một. Đầu tiên, đội màu đỏ. Đội màu đỏ vừa cho chúng ta một phương pháp mặc tả mới. Đó là quấn ngang em bé. Nhìn cũng lạ. Còn điểm số tính sao nha. Đội màu xanh. Nào. Con mặc tả cho em ở dưới đầu gối lận đó. Rồi đó sao. Cẩn thận nha, nếu các bạn lắc mạnh một chút thì tả xuống. Cái tả bỏ em con đi rồi. Để đây. Thế còn đội màu vàng. Tương đối nhất. Và kính thưa quý vị, sau khi 2 phút kết thúc thì điểm số dành cho các đội bây giờ là: đội màu đỏ, con sẽ nhận 1 điểm cho phương pháp mặc tả mới. Rồi ôm em đi. Đội màu xanh, với chiếc tả có thể tuột bất cứ lúc nào, tuy nhiên cũng là một phương pháp mặc tả đúng và được 2 điểm về cho đội của mình. Và bây giờ, đội màu vàng, con hãy vui mừng lên bởi vì con đã mang được 3 điểm về cho đội của mình. Bắt tay nè, bắt tay nè, bắt tay nè. Bắt tay kia, bắt tay kia, bắt tay. Rồi, hai chị em chúc mừng nhau. Sau khi kết thúc phần thi thay tả, điểm số của các đội bây giờ là: đội đỏ 5 điểm, đội xanh 9 điểm và vàng 9 điểm. Đội đỏ cố gắng lên. Chào mừng quý vị đang đến với giải vô địch hạng nặng. Sẽ là một phần thi đấu rất hấp dẫn. Và kính thưa quý vị,
Ngay từ giờ phút này, các thí sinh của chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Mời quý vị cùng gặp gỡ ba thí sinh của chúng tôi. Thấy chưa, họ đang rất sẵn sàng để bước vào vòng thi. Nhưng trước khi bước vào vòng đấu chính thức, chúng ta hãy cùng trao đổi với họ một chút. Nào, đội màu vàng, ở nhà con thường chơi trò chơi gì? Chơi bom. Chơi gì con? Bom. À, chơi bom trên vi tính đó đúng không? Dạ. Còn đội màu xanh, con chơi trò chơi gì? Chơi mèo bắt chuột. Con chơi gì? Con chơi mèo bắt chuột. Mèo bắt chuột. Lúc đó con làm mèo hay làm chuột? Dạ, làm mèo. Làm mèo. Tại sao con không làm con chuột? Con chơi con thua. Vậy còn đội màu đỏ, con thường chơi cái gì ở nhà? Con thường chơi vi tính ở nhà. Chơi vi tính. Có bao giờ các bạn chơi đùa với những quả bong bóng chưa? Dạ rồi. Bạn chơi khi nào? Con chơi lúc sáng. Mới chơi này. Hay quá vậy ta. Vậy thì bây giờ chúng ta có một trò chơi mới với quả bong bóng cho các bạn. Chúng ta sẽ chơi trò chơi mang tên từng bóng. Mỗi đội sẽ lần lượt tưng từng quả bóng từ điểm xuất phát cho đến đích. Mỗi đội sẽ có 3 quả bóng. Ai tưng được 3 quả bóng đến đích trước sẽ là đội chiến thắng và nhận được 3 điểm. Người giày nhì nhận được 2 điểm và người giày chót chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Ở trò chơi này, ngoài việc khéo léo ở mắt nhìn, khéo léo ở đôi tay tưng thì còn khéo léo ở đôi chân nữa. Cho nên trước khi bước vào vòng đấu, chú Toàn muốn mời các bạn cùng khởi động chân cho thật nhuần nhuyễn nào. Dạng chân ra, lắc một chân cũng vậy. Chắc chưa? Đổi chân. Đúng rồi, sẽ tốt hơn nếu như chúng ta kết hợp cả hông. Lắc toàn thân. Cả ba đội cảm thấy dẻo dai chưa? Sẵn sàng bước vào trận đấu được chưa? Thế thì 1, 2, 3 bắt đầu. Nhớ, nếu như rớt bóng giữa chừng thì chúng ta sẽ nhặt lên và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đã có một sự va chạm nhỏ giữa hai thí sinh. Xin mời tiếp tục, con tiếp tục từ đây luôn. Đội màu xanh, màu đỏ. Màu xanh, màu vàng. Nhớ cẩn thận tưng bóng nhẹ thôi. Áo xanh. Đội màu vàng đang tiếp tục màu vào đỏ nhẹ nhàng với trái bóng của mình. Đội màu vàng đã về đích rồi, màu xanh đang gần tới đích màu đỏ. Bạn thì như thế nào? Đứng đây nào, bạn màu đỏ. Chúc mừng cả ba thí sinh đã hoàn tất trò chơi đầu tiên ở vòng vô địch hạng nặng. Bây giờ mời thí sinh lùi về đây. Đội màu đỏ, con thấy là ai tân bóng về nhanh nhất? Đội màu vàng nhanh nhất. Tại sao đội màu đỏ không nhanh nhất? Tại chạy vì chạy nhanh quá nên nó bị rơi bóng. Đó cũng là một trong những kinh nghiệm để mà chúng ta chơi tốt trò chơi này. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem điểm số của cả ba đội. Đội màu vàng nhanh nhất còn nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Màu xanh còn nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Đúng rồi, và còn đội màu đỏ còn nhận được 1 điểm. Nhưng hãy vui lên vì chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm rồi. Sau khi kết thúc trò chơi từng bóng, điểm số của các đội là đội đỏ 6 điểm, đội xanh 11 điểm và đội vàng 12 điểm. Vui mừng gặp lại quý vị ở vòng vô địch hạng nặng và trò chơi thứ hai. Cũng như trò chơi đầu tiên, ba thí sinh của chúng tôi sẽ trở lại ngay lập tức và sẽ cống hiến đến quý vị những trận đua tài rất hấp dẫn. Họ đây rồi. Nào, thí sinh của đội màu đỏ, bạn đã rút được rất nhiều kinh nghiệm ở trò chơi thứ nhất rồi, đúng không? Cho nên hãy cố gắng ở trò chơi thứ hai. Còn đội màu vàng, bạn có thể nói là tại sao bạn chiến thắng ở trò chơi thứ nhất không? Lý do nào? Tại sao? Con chạy nhanh và tung bóng đúng. Tại con chạy nhanh và tung bóng đúng. Còn bạn gái,
con nhắm là con có nhanh nhẹn bằng hai bạn trai không? Vậy bây giờ nói một câu gì đó trước khi vòng thi đấu bắt đầu thì con sẽ nói gì? Là con sẽ nói là con sẽ cố gắng chạy nhanh để thắng. Cố gắng chạy nhanh không thôi chưa đủ đâu, phải khéo léo nữa. Bởi vì trò chơi của chúng ta lần này sẽ là trò chơi xếp thảm. Mỗi đội được phát 3 tấm thảm và các con phải sử dụng hết 3 tấm thảm để di chuyển từ vạch xuất phát trở về đích. Bạn nào di chuyển nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm. Ai về nhì sẽ nhận được 2 điểm. Và đương nhiên, người cuối cùng thì nhận được mấy điểm? Đó là điều chắc chắn, chỉ có 1 điểm thôi. Bây giờ, cả 3 thí sinh, ai chắc là mình sẽ chiến thắng trong trò chơi này, giơ tay lên. Rất tự tin và chú Toàn thích điều đó. Nào, sẵn sàng. 1, 2, 3, bắt đầu. Màu đỏ, bạn đang vượt lên rất nhanh. Đúng rồi, phải gỡ lại chứ. Màu xanh, bạn đã nói với tôi là bạn sẽ cố gắng nhanh mà. Cố lên. Không sao, đừng lo lắng gì cả. Nào, lên thảm đi bạn. Các bạn, bước về đây với tôi nào. Đặt tay lên. Chúc mừng cả ba bạn. Yeah. Lùi về đây. Tao lùi về đây. Kính thưa quý vị, trò chơi thứ hai đã kết thúc với sự phân chia rõ ràng và có một chút thay đổi giữa các thí sinh. Đó là thí sinh của đội màu xanh, con nhận được 1 điểm cho phần thi của mình. Thí sinh của đội màu vàng, con nhận được 2 điểm. Và kính thưa quý vị, thí sinh đạt điểm thấp nhất của trò chơi đầu tiên đã có một sự tiến bộ vượt bậc. Đó là đội đỏ, con nhận được 3 điểm cho phần thi của mình. Rất là gay cấn và rất là bất ngờ đúng không? Và kính thưa quý vị, điểm số của vòng vô địch hạng nặng không phải là điểm số tổng kết của toàn bộ siêu quẩy tí hon. Chúng ta hãy chờ xem kết quả cuối cùng. Trò chơi xếp thảm đã kết thúc với số điểm như sau: đội đỏ 9 điểm, đội xanh 12 điểm và vàng 14 điểm. Chúc mừng cả ba đội chơi. Kính thưa quý vị, chương trình siêu quậy tí hon của chúng ta ngày hôm nay đã khép lại với kết quả như sau: đội màu đỏ đạt được 9 điểm, nhận được huy chương đồng với phần thưởng là những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu mua quà trị giá 900.000 đồng. Đội màu xanh đạt 12 điểm, nhận huy chương bạc với phần thưởng là những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu mua quà trị giá 1.500.000 đồng. Và tất cả chúng ta cùng chúc mừng đội màu vàng với 14 điểm, nhận huy chương vàng với những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu mua quà trị giá 3 triệu đồng. Xin chúc mừng cả ba đội. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình siêu quậy tí hon, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đồng Tây phối hợp thực hiện, và chương trình được tài trợ bởi công ty cổ phần Diana. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại 7 tuần sau trên HTV7. Chào tạm biệt.
thông báo của ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Tìm Người Thông Minh. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sản xuất chương trình giải trí truyền hình mang tên Tìm Người Thông Minh. Đây là chương trình trò chơi dành cho các em học sinh ở lứa tuổi từ 9 đến 12 tuổi. Có thành tích học tập tốt, có kiến thức tổng quát về tự nhiên và xã hội. Sau đây là điều kiện tham gia chương trình. 1. Các em học sinh tuổi từ 9 đến 12 tuổi là học sinh giỏi hoặc có thành tích cấp quốc gia, cấp thành phố, có kiến thức tổng quát về tự nhiên và xã hội, có khả năng giao tiếp tốt. 2. Hồ sơ đăng ký bao gồm phiếu đăng ký có chữ ký xác nhận của phụ huynh, một tấm hình 3-4, bản photo giấy khen học sinh giỏi hoặc giấy khen về thành tích cấp quốc gia, cấp thành phố và bản chính để đối chiếu, bản sao giấy khai sinh để đối chiếu tuổi theo quy định. 3. Hình thức đăng ký. Đăng ký trực tiếp và thu hình thử vào ngày 17 tháng 2 năm 2008. Sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận 1. Khi đến đăng ký và tham dự chương trình, các em cần ăn mặc lịch sự và phải chấp hành các quy định của ban tổ chức. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Tìm Người Thông Minh của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 8-222-517 hoặc 9-111-730. Ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Tìm Người Thông Minh. Thông báo: Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở lớp quay video khóa 62 khai giảng ngày 3 tháng 3 năm 2008. Lớp học dành cho mọi đối tượng yêu thích quay video, có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Học viên được học lý thuyết song song với thực hành trong thời gian 3 tháng, từ căn bản đến những thể loại thông dụng như tin tức, phóng sự, tài liệu truyền thống. Ghi danh và hỏi thêm chi tiết tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 tháng 2 năm 2008 đến ngày 22 tháng 2 năm 2008 trong giờ hành chính vào cổng số 9 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 8-222-517, Face 9-111-754. Thời gian ghi danh có thể chấm dứt trước thời hạn khi lớp đã nhận đủ số lượng học viên.